Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714 889 0777. TNT Cabinet Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714 894 1177 go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife com Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Bản tin Tổng hợp chiều cùng với phần thiện của Lê Thái. Và sau đây Lê Thái xin trở lại phần tin Hoa Kỳ với những tin đáng chú ý sau đây. Những cơn gió mạnh 60 độ ập vào quần Cam và Los Angeles. Chạy theo tiếng gọi tình yêu nhưng bị cướp giết chết. Việc giảm nợ cho sinh viên liên bang lại bị đình chỉ bởi toàn phúc thẩm. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã ban hành cảnh báo gió lớn từ tối ngày thứ ba cho đến tối ngày thứ tư. Gió Đông Bắc dao động từ 20 dặm 1 giờ đến 35 dặm một giờ, với gió giật lên tới 60 dặm một giờ. Tại các khu vực hẻm núi và gió giật lên tới 70 dặm một giờ, cùng với gió lớn vào đầu tuần, người dân có thể mong đợi nhiệt độ ấm hơn vào giữa những 70 và trên 60 độ với nhiệt độ ấm nhất xảy ra vào ngày thứ tư là 76 độ. Gió giật có thể đạt 65 cho đến 75 dặm một giờ ở chân đồi của Los Angeles và trong hành lang xa lộ I-5, bao gồm cả đèo Carson. Cảnh báo gió lớn ảnh hưởng đến các khu vực trong đội nội địa của quần Cam bao gồm là Mission Viejo, Rancho Santa Margarita, Lake Forest, Santa Ana, Anaheim, Irvine và Fullerton. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết những cơn gió lớn có thể thổi bay cây cối và đường dây điện, có thể bị mất điện trên diện rộng và việc đi lại có thể gặp khó khăn, đặc biệt là đối với các loại xe cao. Chạy theo tiếng gọi tình yêu nhưng bị cướp giết chết Một gia đình người Việt có con là một sinh viên tốt nghiệp trường Cal State của Fullerton đang tìm kiếm câu trả lời sau khi họ nói rằng người thân của họ đã bị đánh thuốc mê, bị cướp và giết khi đi du lịch ở Medellin, Colombia. Gia đình Paul Nguyễn đang tìm cách đưa thi thể của anh về quần Cam. Paul Nguyễn, 27 tuổi, rất thích đi du lịch và Amy là em gái của Paul Nguyễn cho biết mỗi khi về nhà thì anh ấy luôn chia sẻ những câu chuyện vui nhất trong chuyến đi, mang về những món quà lưu niệm, kể cho người thân nghe những điều thú vị mà anh ấy đã tìm thấy và rất hạnh phúc khi đi du lịch. Cô cho biết tuần trước thì Paul đã đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên đến thăm Medellin, Colombia với một người bạn. Amy cho biết Paul đã gặp một cô gái tên là Jen thưa quý vị, là một ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội và hẹn hò vào ngày thứ tư. Cô cho biết anh trai cô được nhìn thấy lần cuối khi rời quán bar với cô gái đó khoảng 2 giờ sáng vào ngày thứ năm. Amy cho biết thi thể của Paul đã được tìm thấy vào cuối buổi sáng ngày thứ năm tuần rồi và nhà chức trách Colombia nghi ngờ anh trai cô bị đánh thuốc mê và bị cướp. Hiện chưa có vụ bắt giữ nào liên quan đến cái chết của anh Paul Nguyễn. Gia đình hiện có mặt ở Colombia để thực hiện việc đưa xác anh về lại Mỹ an táng. Việc giảm nợ cho sinh viên liên bang lại bị đình chỉ bởi tòa phúc thẩm. Tòa án phúc thẩm Afedero đã chặn chương trình xóa nợ cho sinh viên của Tổng thống Joe Biden, tiếp tục bóp chết hy vọng của hơn 26 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin cứu trợ làm nản lòng hàng triệu người đủ điều kiện để được giảm nợ và có khả năng giết chết sắc lệnh của tổng thống Joe Biden. Tòa phúc thẩm số 8 đã ban hành một lệnh do 6 tiểu bang, do Đảng Cộng hòa đứng đầu tìm kiếm và lập luận rằng, tổng thống Biden đã vượt quá quyền tổng thống của mình khi ông trích dẫn COVID-19 là tình trạng khẩn cấp quốc gia để hủy bỏ khoản nợ vay sinh viên cho hàng triệu người đi vay. Các tiểu bang cũng cho biết họ sẽ mất nguồn thu thuế trong tương lai theo kế hoạch giảm nợ này của Tổng thống Joe Biden. Đây là quyết định thứ hai của một tòa án liên bang ngăn chặn chương trình trong vài ngày qua. Một tòa án quận Hoa Kỳ đã chặn chương trình vào hôm ngày thứ Năm tuần trước trong một trường hợp khác. Biden đã ký một lệnh hành pháp vào tháng 8 để xóa nợ, thực hiện lời hứa tranh cử được các cử tri trẻ và những người tiến bộ tìm kiếm. Gần 48.000 công dân UC bị bắt đầu đình công trên tất cả 10 trường đại học. Hàng ngàn nhân viên đang đình công trên tất cả 10 cơ sở của Đại học California rời khỏi công việc lúc 8 giờ sáng ngày thứ Hai. Cuộc đình công sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống UC, bao gồm UC Davis, và các cuộc đàm phán giữa hệ thống Đại học California và Liên minh Công nhân đại diện cho khoảng 48.000 trợ giảng và nhà nghiên cứu, học giả đã được tiến hành hơn một năm nay. Họ đang tìm kiếm mức lương cơ bản hàng năm tối thiểu là 54.000 Mỹ Kim. UC cũng đã đề nghị tăng thang lương lên đến 5% thưa quý vị. Và trong năm đầu tiên là 3%. Sau đó, những người lao động nói rằng điều đó là không thỏa đáng. Bên cạnh việc tăng lương, các công nhân đoàn thể đang đòi hỏi trợ cấp chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khỏe nâng cao cho người phụ thuộc và thẻ đi lại công cộng chi phí học phí thấp hơn cho các học giả quốc tế và khả năng tiếp cận nhiều hơn cho người lao động khuyết tật. Các điều phối viên đình công cho biết cuộc đình công được lên địch vô thời hạn. Bốn sinh viên Đại học Idaho được tìm thấy đã chết trong một vụ án mạng. Bốn sinh viên Đại học Idaho đã được tìm thấy chết ngoài khuôn viên trường hôm ngày chủ nhật vừa qua, được cho là nạn nhân của một vụ giết người. Cảnh sát đã xác định được nạn nhân bao gồm là Ethan Chapin, 20 tuổi ở Conway, tiểu bang Washington, Madison Morgan, 21 tuổi ở Idaho, Sana Kenodo, 20 tuổi ở Arizona và Kelly Goncalves, 21 tuổi ở Idaho. Cảnh sát thành phố Moscow của Idaho cho biết họ đang truy tìm hung thủ và theo cảnh sát các nạn nhân được tìm thấy vào khoảng trưa ngày chủ nhật vừa qua khi nhân khi có một người điện thoại báo cáo về một người bất tỉnh thưa quý vị và cảnh sát cũng cho biết khi đến nơi họ tìm thấy bốn học sinh đã chết và chết cùng một thời điểm cuộc giảo nghiệm tử thi đang tiến hành cho cả bốn nạn nhân và cảnh sát chưa tiết lộ thêm chi tiết nào về cái chết của bốn người bạn trong trường và sống bên ngoài trường học Một người phụ nữ ở California bị buộc tội giết em gái và cháu gái. Một phụ nữ ở California và bạn trai đã bị buộc tội hôm thứ Hai về tội giết em gái 18 tuổi và cháu gái 3 tuần tuổi. Người đã bị bắn tại nhà ở Fresno của họ vì ghen tuông và thù địch. Jali Solorio Rivera, 22 tuổi, và Martin Arroyo Morales, 26 tuổi, Mỗi người đã bị buộc tội hai tội giết người và có hoàn cảnh đặc biệt là giết nhiều người trong vụ giết cô Yoli Solorino Rivera và con của cô, Celine Rivera. Cũng đang bị buộc tội với hành vi là xả súng cá nhân và cố ý gây ra cái chết. Các công tố viên cho biết cô và bạn trai của cô đã đồng ý giết em gái của mình và chính cô đã bắn nhiều phát đạn vào em gái và cháu gái của cô lúc đang ngủ, giết chết cả hai người này. Cảnh sát ở Fresno đã bắt cặp hung thủ này vào tuần trước và họ đang bị giam giữ tại nhà tù quận Fresno với khoản tiền thế chân là 2 triệu Mỹ Kim. Cảnh sát cũng cho biết động lực dẫn đến là từ sự ghen tuông và ganh đua giữa hai chị em với nhau. Nếu bị kết án mọi tội danh thì họ phải đối mặt với cuộc sống chung thân mà không có khả năng được ân xá hoặc tử hình. Quý vị vừa theo dõi bất ác bản tin đáng chú ý trong ngày của Đài Lido Saigon TV. Sau phần quảng cáo sẽ là bản tin nổi bật với nhà báo Đinh Quang Anh Thái. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kết thúc quý vị, phần bản tin tổng hợp chiều vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thì Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị có một buổi chiều thứ ba thật bình an và hạnh phúc và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chiều ngày mai.